Thưa quý vị, từ sáng đến giờ ở miền Bắc mưa đã giảm, tình hình lũ ở miền Bắc cũng đã giảm. Và ngay lúc này trong trường quay của chúng tôi xin mời anh Thanh Tùng sẽ cung cấp thông tin chi tiết đến quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn chị Mai Ngọc và kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thượng nguồn của sông Hồng đó là sông Thao qua Yên Bái thì tiếp tục xuống nhanh, dự báo là đến sáng mai sẽ xuống dưới mức báo động 2. Ngoài ra thì lưu lượng về hồ thủy điện Tuyên Quang đang giảm, do đó là 14 giờ chiều ngày hôm nay thì hồ thủy điện Tuyên Quang cũng đã đóng tiếp một cửa xả đáy. Như vậy là tính đến nay thì hồ thủy điện Tuyên Quang đã đóng 4 cửa xả đáy. Phía hạ du sông Hồng qua Hà Nội thì hơn 10 tiếng qua, mực nước cũng đã giảm được khoảng 30 cm so với thời điểm là 6 giờ sáng. Và dự báo là mực nước trên sông Hồng ở Hà Nội sẽ tiếp tục giảm. Đến 7 giờ sáng mai thì sẽ xuống dưới mức báo động 2, khoảng là 30 cm. Vùng ngập sẽ thu hẹp dần, có khả năng là sẽ rút hẳn trong 1 đến 2 ngày tới. Tuy nhiên là tối và đêm nay thì nước sông Hồng đang dồn về khu vực Ninh Bình thì khiến cho sông Hoàng Long tại đây đang lên chậm và sẽ ở trên mức báo động 3. Còn lũ ở trên sông Cầu qua Bắc Ninh, rồi là ở sông Thương, sông Lục Nam qua Bắc Giang thì sẽ tiếp tục dao động ở mức báo động 3 và trên báo động 3. Lũ trên sông Thái Bình qua Hải Dương thì sẽ biến đổi chậm trên mức báo động 3. Ngập lụt vẫn sẽ còn tiếp diễn ở các vùng ngoài đê, ven sông, những vùng trũng thấp thuộc các tỉnh như là ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương và Ninh Bình. Và đó là những thông tin thời tiết cập nhật của chúng tôi về tình hình tại các sông. Và bây giờ thì xin mời anh chị tiếp tục chương trình. Xin cảm ơn anh Thanh Tùng. Chúng ta sẽ gặp lại ở phần sau. Thưa quý vị, hôm nay thì lực lượng cứu hộ tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thêm 7 thi thể nạn nhân bị lũ vùi lấp. Như vậy là đến nay thì số người thiệt mạng trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Làng Nủ đã lên đến là 43 người. Hiện tại thì hơn 500 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng đang tìm kiếm cứu nạn trên diện tích trải dài khoảng 6 km tại đây. Và tốc độ tìm kiếm tăng nhanh cũng là lúc mà hàng chục thi thể nạn nhân được phát hiện chỉ trong vòng một ngày. Đau thương tang tóc bao trùm lên cả một làng quê vốn yên bình suốt nhiều thế hệ. Dưới đống bùn khổng lồ này từng là nơi sinh sống của 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu. Chỉ trong vòng 2 phút, trận lũ quét sạt lở kinh hoàng đã biến cả một ngôi làng thành đống đổ nát, vùi lấp hơn 100 nạn nhân xấu số khi họ còn chưa kịp tỉnh giấc. Chỉ có vài chục người dân thôn Làng Nủ may mắn thoát nạn vì sinh sống ở trên những sườn đồi cao. Bắt đầu thấy nổ một phát như bom ấy, nó nổ, xong bắt đầu lại tiếp tục nó rung, trắng xóa, nó xoáy lên. Xong bắt đầu thấy một phát là gọi là một mảng như con rắn nó cuộn ấy, nó lao xuống. Nó xuống, nó lại lên, xuống lại lên, nó lên lúc gần đến bản phát, nó cao tầm 100 m, bắt đầu nó vố một phát xuống là không nhìn thấy gì nữa. Còn các cháu ở bên này thì với mẹ nữa, với lại hai đứa em thím, với lại bốn đứa cháu nữa là đi hết, gọi là không còn cái gì nữa. Lượng bùn đất khổng lồ cùng với nước chảy xiết và những khối bê tông gạch đá lớn không ngăn cản được quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân của lực lượng cứu hộ. Bởi trên bờ là rất nhiều người thân của các nạn nhân đang ngày đêm trông ngóng, lật từng gốc cây bụi cỏ, thậm chí lặn tìm dưới dòng nước lũ đục ngầu. Những nạn nhân xấu số đã được lực lượng cứu hộ đưa về với người thân. Cháu không sống được nữa. Gia đình chị Nhuần có 7 người thì 5 người bị vùi lấp khi lũ quét ập đến. Chỉ có chị và một cháu gái may mắn sống sót. Ở bên đấy thì có bà với lại chị dâu với anh trai với ba đứa cháu. Bà thì chưa thấy, với lại anh trai với chị dâu chưa thấy, còn hai đứa cháu trai thì thấy rồi nhưng mà mất. Còn đứa gái thì 5 tuổi thì thấy, bây giờ đang cấp cứu ở trên bệnh viện. Tốc độ tìm kiếm cứu nạn được đẩy nhanh cũng là lúc hàng chục chiếc quan tài lần lượt được chuyển đến. Chưa bao giờ Lào Cai trải qua những ngày đau thương như thế này. Chúng tôi thì có rất nhiều cái mốc lịch sử lũ, đấy là năm 1971. Sau đó thì có một số các cái trận từ năm 2000 gần đây nhất là 2008. Sau đó đến 2013, 2016. Nhưng mà thiệt hại ấy, thì từ trước đến lớn nhất thì mới có 14 người chết thôi. Và có thể nói rằng là gần 100 năm nay thì lần đầu tiên có một cái số lượng người chết trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Hiện nay chúng tôi đã thống kê được đây là trên 50 người chết và 65 người vẫn mất tích. Các cơ quan chức năng đã huy động thêm lực lượng, phương tiện vào hiện trường với quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ hơn 60 nạn nhân
đang mất tích trong thời gian nhanh nhất. Cũng tại thôn Làng Đủ, 29 học sinh thiệt mạng và mất tích trong lũ quét. Nhiều học sinh khác bị thương đang nằm tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh. Trong số học sinh thiệt mạng và mất tích có 7 trẻ đang học mầm non, 2 trẻ thì chưa ra lớp, 20 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh và có 1 trẻ mới chỉ có 38 ngày tuổi. Tại huyện Bảo Yên, mưa lũ để lại hậu quả nặng nề về cơ sở vật chất của 68 trường trên địa bàn. Ngày hôm nay, 5 trường học ở xã Tân Tiến và Việt Tiến chưa liên lạc được. Có 7 trường bị ngập lụt và trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng, còn lại hơn 30 trường bị ảnh hưởng. Học sinh của cô đâu rồi? Đó là tên phóng sự do nhóm phóng viên Hoài Thương, Tài Vũ và Hồ Chí vừa thực hiện trong ngày hôm nay, kể về nỗi đau của những giáo viên ở địa phương này. Phóng sự sẽ được phát sóng trong chương trình Chuyển động 24 giờ vào lúc 18 giờ 30 phút. Mời quý vị đón xem. Thưa quý vị, hai bệnh nhân nặng là nạn nhân của vụ sạt lở ở bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị vào rạng sáng nay. Bệnh nhân 31 tuổi đã được các bác sĩ nhanh chóng thực hiện nhiều kỹ thuật để cấp cứu người bệnh như là thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, lọc máu liên tục, nội soi phế quản để hút, bơm rửa bùn, dị vật ở trong phế quản. Tình trạng hiện nay còn suy đa tạng rất nặng. Bệnh nhân 11 tuổi hiện đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Nhi khoa, thở máy tình trạng nặng. Người tung tin sai sự thật về thông tin Trung Quốc xả lũ gây hoang mang cho quần chúng nhân dân vừa bị Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh triệu tập sáng nay. Người này trú tại thành phố Lào Cai có đăng tải lên Facebook cá nhân với nội dung như sau. Tin từ Lào Cai, Trung Quốc tiếp tục xả 8 cửa lũ. Phố mới Lào Cai bắt đầu chìm trong nước, dự báo là trong 7 giờ tiếp theo, lũ về đến Yên Bái, mực nước sẽ lên cao thêm 1,5 đến 2 mét, mọi người chủ động phòng lũ. Do là tài khoản bán hàng trên trang Facebook nên trang cá nhân của người này sau khi đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng trên thì đã thu hút nhiều lượt chia sẻ lan truyền, khiến cho nhiều người dân trên địa bàn hoang mang, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão, đặc biệt là trong thời điểm nước sông Hồng đang dâng cao. Tại cơ quan chức năng thì người này đã thừa nhận hành vi của mình, đã xóa bài đăng và hứa là không tái phạm. Từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 632 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, trong đó có 35 bệnh nhân bị tai nạn do bão lũ. Cùng với các lực lượng chức năng đang nỗ lực phòng chống thiên tai, lực lượng y bác sĩ của tỉnh Yên Bái cũng huy động 100% nhân lực. Các y bác sĩ đã trực 24 trên 24 giờ để có thể là đảm bảo cứu chữa cho người dân. Bệnh nhân này hơn 60 tuổi, phải chạy thận 7 năm nay, cứ một tuần phải đến viện chạy thận 3 lần. Trong đợt mưa lũ vừa qua, do bị cô lập trong vùng bị sạt lở, nên xuất hiện tình trạng khó thở, phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Là được 7 năm rồi, nhưng là vì điều kiện là lũ lụt, mưa gió, tôi trong vùng sâu vùng xa là không đi chạy thề kè thận được kịp thời, nên là tôi không thể thở được nữa. Nếu không có dân làng đưa ra ngoài bệnh viện Trấn Yên và được bộ đội rồi công an quốc phòng rồi toàn bộ rồi bệnh viện cứu đưa xe cứu thương lên là tôi không xuống được bệnh viện là chắc là tôi không qua được. Đấy thì bệnh nhân đã đến trong tình trạng bệnh nhân suy hô hấp rất là nặng và đã được các y bác sĩ trong bệnh viện tỉnh Yên Bái là cấp cứu kịp thời, thứ nhất là cho thở oxy này, không là lọc thận cấp cứu, thì sau quá trình lọc khoảng 30 phút bệnh nhân đã xuất viện có thở. Nếu mà bệnh nhân mà nếu không đến kịp mà đến muộn một chút nữa thì bệnh nhân có thể bị suy hô hấp, mà đã suy hô hấp bệnh nhân sẽ có thể sẽ ngừng tuần hoàn. Còn đây là bệnh nhân được cấp cứu từ vụ sạt lở tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Theo người nhà bệnh nhân, khu vực gia đình sinh sống khoảng 35 năm nay chưa từng xảy ra sạt lở như thế. Này trường hợp gãy xương hở, và gãy xương hở bẫy nhân bị gãy xương cẳng chân và đã hở vết thương, hở lộ xương ra ngoài. Thì chúng ta đã xử lý vết thương và đến hôm nay thì bệnh nhân đã hết dấu hiệu nhiễm trùng, rồi chuẩn bị để mổ kết hợp xương. Có rất nhiều bệnh nhân nặng đã vào viện trong đợt mưa lũ vừa qua và đều được tiếp nhận cứu chữa kịp thời. Có 18 ca đã được phẫu thuật, những trường hợp nhẹ được sơ cứu và ra viện. Hiện còn 10 bệnh nhân nặng đang phải điều trị tiếp. Ở
Ở tỉnh Phú Thọ, trong những ngày qua, những chiếc bè được sáng tạo ghép từ ống nhựa và tấm gỗ như thế này đã trở thành một phương tiện hữu dụng hỗ trợ người dân đi lại và vận chuyển đồ đạc trong vùng nước sâu. Với chi phí vật liệu chỉ khoảng là 1,3 triệu đồng, người dân tại thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ đã mua ống nhựa PVC có chiều dài hơn 3 mét với hai ván gỗ để có thể tạo thành bè. Và mỗi chiếc bè này có tải trọng khoảng 200 kg, giúp người dân chủ động di chuyển ở các điểm ngập sâu. Những chiếc bè bằng ống nhựa được gửi đi miễn phí tới những điểm chịu ảnh hưởng của mưa lũ khi mà người dân có nhu cầu. Việt Nam nay tiếp tục với các thông tin cập nhật đáng chú ý. Tính đến 16 giờ chiều nay, số người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ đã lên tới 330 người, bao gồm 226 người thiệt mạng và 104 người mất tích. Trong đó Lào Cai vẫn là địa phương thiệt hại nặng nề nhất với 179 người thiệt mạng và mất tích. Thưa quý vị, trưa nay thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra công tác phòng chống khắc phục hậu quả do bão lũ tại tỉnh Tuyên Quang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tập trung xử lý mạch sủi và gia cố tuyến đê sung yếu tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng của địa phương đang nỗ lực xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho khu vực. Cách đây 2 hôm, tuyến đê này đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ một đoạn dài khoảng 10 mét. Nhờ chủ động phát hiện dấu hiệu rò rỉ từ sớm nên đã di dời người dân, không để xảy ra thiệt hại về người. Công tác vá đê được thực hiện khẩn trương và tình hình cơ bản đã ổn định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng quân đội, công an và tỉnh Tuyên Quang những ngày qua, đồng thời yêu cầu phải tiếp tục tập trung cao độ để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống người dân. Theo dự báo là trời vẫn có thể còn tiếp tục mưa. Thế nếu mà nước nó lại tiếp tục dồn về nữa thì lại có cái nguy cơ là đe dọa đến cái tràn nước và vỡ đê. Đấy, thì cái việc đầu tiên là các cái cơ quan của tỉnh là phải rà soát lại trong phạm vi đấy những cái chỗ nào là những cái nguy hiểm. Cái việc đầu tiên lúc này khẩn cấp là phải bảo đảm an toàn cho dân. Sơ tán được lên những cái vùng an toàn rồi thì tiếp tục là phải chăm lo cái đời sống của người ta ở đấy. Những cái việc gì mà nó chưa cấp bách đấy, thì cũng phải để chậm lại một tí. Để ưu tiên, đầu tiên là cứu được dân, ổn định cuộc sống của dân. Mấy ngày hôm nay là các ông chí thấy là đã tập trung, chính phủ cũng đã tập trung, phân công tất cả các ông chí lãnh đạo trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì cũng đã đi các cái địa phương rồi. Lực lượng quân đội, lực lượng công an, lực lượng dân quân tự vệ đấy, thì đều đã có mặt và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân lúc này. Tới thăm hỏi người dân được sơ tán đến nhà văn hóa thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ sâu sắc với bà con đang chịu ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Đảng, nhà nước sẽ nỗ lực hết sức để sớm được cuộc sống của bà con trở lại bình thường. Không một gia đình nào còn ngập, khó tiếp cận, người dân đang bị cô lập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo tỉnh và các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt mọi giải pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, triển khai nhanh nhất các biện pháp để mang nhu yếu phẩm đến cho bà con, chú trọng bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ người dân. Trước tình hình lũ các sông thuộc hệ thống Thông Hồng và sông Thái Bình dao động ở mức báo động 3, uy hiếp đến sự an toàn của hệ thống đê điều, để ngăn ngừa nguy cơ nước lũ gây sạt lở đê kè và ảnh hưởng đến sản xuất, giảm thiểu thiệt hại đối với nông nghiệp, nhất là vụ lúa hè thu, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ngành liên quan điều tiết công suất phát điện của nhà máy thủy điện Hòa Bình để ưu tiên điều tiết giảm lũ xuống hệ thống sông Hồng. Lưu lượng hiện tại đã giảm đi 1.400 m khối một giây. Công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ở Cao Bằng hôm nay bớt khó khăn hơn do trời mưa ít hơn. Thêm các nạn nhân đã được tìm thấy trong các vụ sạt lở. Cùng với đó là công tác cứu trợ khẩn cấp cho những hoạt động hàng ngày của người dân. Nhóm phóng viên tại Cao Bằng sẽ thông tin chi tiết. Trong 3 xe ô tô gặp nạn vào ngày 9 tháng 9, thì xe ô tô con được xác định có 4 nạn nhân. Sáng nay, nạn nhân cuối cùng là một cô giáo tiểu học đã được tìm thấy. Những người thân trong gia đình đã có mặt để nhận dạng, rồi gục ngã.
Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm một nạn nhân nữa bị trôi giạt trên sông. Nhưng vẫn chưa xác định được là người trong danh sách trên xe khách hay là nạn nhân của các vụ sạt lở khác. Tại xóm Lũng Lì, tranh thủ thời tiết không mưa nên lượng máy xúc đã được gia tăng để đẩy nhanh công tác tìm kiếm. Nên hôm nay đã tìm thêm được một thi thể là con dâu trong một gia đình có 6 người thiệt mạng. Vậy là đến thời điểm này, tại đây vẫn còn 3 người mất tích, gồm một nữ và hai nam. Song song với tìm kiếm, nhiều hàng hóa cứu trợ cũng được chuyển đến để ngay lập tức hỗ trợ cho bà con nơi đây. Mỗi gia đình sẽ nhận 30kg gạo, 2 thùng mì tôm, nước mắm, đèn pin và các nhu yếu phẩm. Với các gia đình bị nạn sẽ được hỗ trợ thêm quần áo và những đồ dùng thiết yếu. Có những gia đình, người lớn đã không còn. Những trẻ em mà bố mẹ đã bị ảnh hưởng thì hiện nay là có thực hiện chăm sóc để đảm bảo cho các cháu đảm bảo ổn định tâm lý đầu tiên, và tiếp theo là tiến tới là sẽ thực hiện các giải pháp để đảm bảo cuộc sống cho các cháu sau này. Dù nhận được cứu trợ, có thêm đồ ăn qua ngày, nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm được người thân. Vậy nên tất cả các lực lượng, quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đều được huy động tăng cường để tìm kiếm khi trời còn sáng. Ngày hôm nay, 4 chuyến bay bằng máy bay trực thăng vận chuyển hàng hóa gồm lương khô, nước uống, các vật dụng thiết yếu, đóng gói khác đã được đưa từ Hà Nội đến tỉnh Cao Bằng. Trước đó, do điều kiện thời tiết chưa cho phép, thế nên chiều qua mới chỉ có một chuyến bay được thực hiện. Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu hiện đang tập kết khoảng 6 tấn hàng hóa tại sân bay Gia Lâm để vận chuyển đi. Sau khi thực hiện thêm 4 chuyến bay vào ngày hôm nay, thì đã có khoảng 4 tấn vật dụng thiết yếu được chuyển đến các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Hàng hóa còn lại sẽ được tiếp tục đưa đến các khu vực khó khăn trong các chuyến bay vận chuyển tiếp theo. Ngày hôm nay, đại diện Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, đơn vị này đã thực hiện xuất cấp khẩn cấp tổng số là 5 xuồng, 10 phao bè và 1.000 áo phao cho tỉnh này. Những ngày qua, thì trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhiều khu vực đã ngập trong nước lũ, giao thông chia cắt. Tới hiện tại, thì tình hình sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, tình hình cụ thể ra sao, việc đi lại của người dân như thế nào? Chúng tôi sẽ cùng kết nối với cả chị Bảo Linh. Vâng, tới thời điểm hiện tại thì mưa lũ đã gây sạt lở ách tắc nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh Tuyên Quang. Và theo thống kê chưa đầy đủ thì có khoảng 15 điểm bị sạt lở ách tắc trên các quốc lộ 2C, quốc lộ 279, 280. Khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 10.000 mét khối. Và các tuyến giao thông liên huyện, liên xã, đường giao thông nông thôn cũng bị sạt lở nhiều. Có những con đường thì gần như là xóa sổ và không thể đi lại, gây ách tắc gần 300 điểm. Riêng huyện Chiêm Hóa thì đại diện huyện cũng cung cấp thông tin thống kê chưa đầy đủ thì có khoảng 10 cây cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi. Hiện nước đã rút, các xã không còn bị cô lập. Công tác khắc phục, sửa chữa các cái đoạn đường hư hỏng đang được các đơn vị thi công nhanh chóng để thông đường cho người dân trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên thì theo cảnh báo của tỉnh Tuyên Quang là trong hôm nay và ngày mai, tình trạng sạt lở sẽ vẫn tiếp tục diễn ra và người dân cần bám sát thông tin theo chỉ dẫn của các lực lượng chức năng khi di chuyển qua các đoạn đường có nguy cơ cao, sụt lún, sạt lở. Xin trở lại với trường quay. Thưa quý vị, tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, lúc này thì nước sông Thao đã rút khá nhanh, nhưng mà hiện thì vẫn còn gần 3.000 người dân bị cô lập. Với giải pháp là tăng các điểm cứu trợ, huyện Hạ Hòa quyết tâm là không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTV. Nước rút đến đâu, các điểm tập kết hình thành đến đấy. Chỉ trong ngày hôm nay, huyện Hạ Hòa đã tăng thêm 20 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ với số lượng khoảng 500 xe. Địa phương đang nỗ lực đa dạng phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ.
chúng tôi cùng với đoàn cứu trợ đang tiếp cận xã Hiền Lương, nơi mà có số hộ dân bị cô lập nhiều nhất của huyện Hạ Hòa. Và với những điểm cao như quý vị thấy như kia là những cái điểm mà nơi tập kết hàng cứu trợ để hỗ trợ người dân ở vùng bị cô lập như thế này. Và với những cái loại phương tiện như là cano như thế này hoặc là một số phương tiện cơ động khác như là thuyền gỗ hay thuyền độc mộc của người dân, thì làm thế nào để tăng bo trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cũng như là đồ nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ở vùng cô lập? Những hộ dân này đã bị ngập sâu đến nay là ngày thứ ba. Khả năng phải nhận hàng cứu trợ sẽ còn kéo dài trong 5 đến 6 ngày nữa để chờ nước rút. Từ khi ngập đến bây giờ là trong vòng 3-4 ngày nay là đấy, anh nhìn cái mức bùn của những cái lá kìa. Nó mới chỉ xuống có 10 phân. Thuyền thì rất là ít vì những cái thuyền này một vài nhà mới có một cái thôi. Nên là rất là khó. Ví dụ như nhà bố em ngay ở kia, nhà 3 tầng kia là đến hôm qua, chiều hôm qua mới được hàng tới nhà. Đó, xin cảm ơn nhá. Vừa mới ở dưới đi ở dưới viện về đến đây. Nói chung là cũng có ăn hàng ngày, cũng vẫn có người mang cứu tế đến mà. Thế bảo là ngày nào cũng có. Bên cạnh những cái thuyền bè hoặc là cano của chính quyền cũng như là của các cái tổ chức để đảm bảo cung ứng cho người dân, thì những người dân mà có những cái thuyền ghe cũng cùng tham gia để phân phát từ những cái đầu mối hàng cứu trợ đi các cái hộ dân nhỏ lẻ mà cái thuyền to khó vào được. Cứu trợ đang tăng từng ngày, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác không còn là nỗi lo lắng. Thế nhưng tới thời điểm này thì nước sinh hoạt vẫn là một vấn đề nan giải. Tin chúng tôi vừa cập nhật, chiều nay thì Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã có mặt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi vừa phải hứng chịu thảm họa sạt lở đất do lũ ống, lũ quét, làm 95 người chết và mất tích. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thân nhân các gia đình có người gặp nạn, bà con nhân dân khu vực Làng Nủ nói riêng và trên toàn tỉnh Lào Cai nói chung, chia sẻ về những mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3. Thủ tướng đã trực tiếp đi xuống khu vực có hàng trăm cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích, yêu cầu tỉnh Lào Cai và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác bằng mọi biện pháp đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Nhưng phải đổi mới cách tìm, mở rộng khu vực tìm, huy động chó nghiệp vụ, tìm mọi cách cứu chữa người bị thương, lo hậu sự cho người xấu số. Đặc biệt là phải đảm bảo quần áo, chăn màn, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tối thiểu, nước sạch, chỗ ở an toàn cho những người còn sống. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chuyên môn khẩn trương tìm một số vị trí an toàn, quy hoạch để nhanh chóng xây dựng lại một bản mới cho nhân dân, vận dụng tất cả các cơ chế đặc thù trong trường hợp đặc biệt để xử lý các vấn đề có liên quan. Chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 phải hoàn thành làng mới, để tất cả người còn sống của làng phải có nơi sinh sống ổn định, có đủ điều kiện, nước, điện, nhà văn hóa, không để ai bị đói, rét, thiếu ăn, thiếu mặc. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh khôi phục lại giao thông, sửa chữa trường học để các cháu sớm trở lại học tập, khôi phục sản xuất kinh doanh, thường xuyên động viên chia sẻ, nắm tình hình xem người dân còn khó khăn, thiếu thốn gì để chăm lo, hỗ trợ. Còn tại Hưng Yên, hai ngày qua, lực lượng quân đội, công an, thanh niên tuổi trẻ của tỉnh đã hỗ trợ sơ tán hàng nghìn hộ dân vùng bị ngập lụt ngoài đê về nơi an toàn tránh lũ lụt. Và đến giờ phút này đã hạn chế thấp nhất các thiệt hại. Các hoạt động hỗ trợ người dân đảm bảo về tài sản, vật nuôi vẫn đang được tiếp tục. Chỉ sau một đêm, ngay khi có lời kêu gọi di dân khẩn cấp, người dân ở nhiều vùng quê lân cận đã nhanh chóng huy động các nguồn lực, sẵn sàng cứu trợ chỉ trong vài giờ. Những xe thực phẩm, đồ dùng đã về ngay đầu hai xã Phú Cường và Hùng Cường của thành phố Hưng Yên để vận chuyển đến tay người dân. Cái tầm này bây giờ cứ giúp được dân tí nào hay tí đấy và cũng mong là dân ở trong đấy là cũng cố gắng. Các đàn gia súc, gia cầm của bà con cũng được các lực lượng trợ giúp đưa đến những vị trí an toàn. Lực lượng quân đội huyện Kim Động đang chạy đua với thời gian để giải cứu những trại lợn của xã Phục Công. Nhà nhiều thì vài trăm con, nhà ít cũng vài chục con, vớt vát được phần nào, giảm mất mát cho bà con phần đó. Kết hợp với lại bà con nhân dân mà những đặc biệt là những gia đình có trang trại nuôi gia súc gia cầm để bảo đảm vận chuyển cho bà con vào đến nơi, phấn đấu là trong đêm nay sẽ vận chuyển toàn bộ số gia súc gia cầm của bà con vào đến nơi đất liền bảo đảm an toàn.
Bằng những nguồn tre nứa tại địa phương, lực lượng chức năng ở thành phố Hưng Yên thì đã có sáng kiến là làm những cái bè tre như này giúp người dân di chuyển hàng hóa nhanh chóng hơn. Từ những bè tre này thì hàng hóa là đồ ăn, thức uống, đồ sinh hoạt của người dân sẽ được vận chuyển cho những người dân ở bên trong làng cũng như là lực lượng chức năng đang phục vụ cho công tác di dời. Tuy nhiên, đã có hiện tượng người dân chủ quan mong muốn trở về nhà để đảm bảo tài sản. Lực lượng chức năng khuyến cáo vẫn còn nhiều nguy cơ có thể xảy ra, người dân không nên mạo hiểm trong giai đoạn này. Khuyên người dân không nên quay lại vì nước có thể lên bất cứ lúc nào, mình không thể biết được. Cái thứ hai là khuyên người dân không nên tập tụ xe cổ ở những nơi đông người để tránh gây tắc an toàn giao thông. Theo dự kiến, 2 đến 3 ngày tới, nước lũ rút, người dân có thể trở về nhà. Do đó lúc này, người dân cần bình tâm nghe theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn là trên hết. Ở Hải Phòng, nhiều bà con đi tránh bão đã về nhà sửa sang và bắt đầu lại sinh hoạt. Nhưng vẫn có hàng trăm hộ gia đình tiếp tục tạm lánh ở các địa điểm hỗ trợ tập trung của chính quyền địa phương do nơi ở bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể trở về. Đã là ngày thứ 5 sau khi bão số 3 đổ bộ, gần 160 người vẫn đang tạm cư tại hội trường của một khách sạn trên địa bàn quận Ngô Quyền. Đây là những người dân buộc phải di rời khỏi chung cư cũ cấp độ D, không đảm bảo điều kiện an toàn khi bão số 3 đổ bộ. Sau bão thì tòa nhà lại phát hiện là bị nghiêng nứt, không thể quay về tiếp tục sinh sống. Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đã đưa ra giải pháp sử dụng quỹ nhà chung cư của thành phố để bố trí sắp xếp chỗ ở cho các hộ dân. Còn với các hộ dân không được bố trí quỹ nhà thì sẽ hỗ trợ tạm cư bằng tiền trong 24 tháng. Việc bốc thăm bố trí các hộ tạm lánh cũng như là phân nhà đang được khẩn trương thực hiện để các hộ dân có thể sớm an cư sau bão.